sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tiếng tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy đức quán thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Và thanh tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh Đều phát Bồ Đề Tâm Sanh về cực lạc Nhập thanh tịnh chúng Chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa Tập 19 Do tịnh không Lão Pháp Sư Chủ Giảng Ngày 23 tháng 4 năm 2010 Giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang thứ 18 Xem từ dòng thứ ba Từ dưới đếm lên hữu viên giác kinh vân chư huyễn tận diệt giác tâm bất động huyễn diệt diệt cố phi huyễn bất diệt thí như ma kính cấu tận minh hiện chúng ta xem đoạn thứ nhất Đoạn này vẫn tiếp tục nghiên cứu thể tánh của kinh này. Đây là giảng rõ Đức Phật nói <laughs> bộ kinh này đã căn cứ vào điều gì để nói. Điều ấy được gọi là thể tánh. Nếu chẳng có căn cứ, Kinh sẽ chẳng thể thành lập Căn cứ gì vậy? Trong lần trước chúng ta đã học tập Hết thảy các kinh đại thừa Đều căn cứ trên thật tướng để nói Thật tướng Nói thông tục là chân tướng Của nhân sinh và vũ trụ Những điều được nói trong kinh Phật đều là chân tướng Nếu chẳng phải là chân tướng sẽ thành dòng ngữ Chân tướng này rất khó hiểu Chân tướng là thật tướng vô tướng Thật tướng vô bất tướng Các kinh đại thừa đều giảng rõ sự thật này Ở đây, Hoàng Lão Cư Sĩ lại dẫn Kinh văn của Kinh Viên Giác để nói do vậy chúng ta đọc bản chú giải này giống như đọc rất nhiều kinh luận và những lời giảng giải của tổ sư đại đức đoạn kinh viên giác này hết sức trọng yếu chư huyển tận diệt giác tâm bất động huyển là gì trong giáo pháp đại thừa có nói tam tế lục thô tất cả hết thảy các huyện pháp có cội nguồn là tam tế lục thô rất khó có là hiện thời khoa học đã phát hiện tam tế tướng họ bảo chúng ta trong vũ trụ chỉ có ba thứ trừ ba thứ này ra thứ gì cũng chẳng có ba thứ ấy là gì là vật chất năng lượng và thông tin những danh từ hiện đại này khác danh từ trong kinh phật nhưng có cùng một ý nghĩa trong kinh phật nói tới nghiệp tướng nghiệp tướng của a lại gia là năng lượng cảnh giới tướng của a lại gia là vật chất chuyển tướng của a lại gia hoặc gọi là kiến tướng chính là thông tin quý vị thấy nói về những thứ giống nhau nhưng các nhà khoa học chẳng thể giảng rõ rệt như đức phật những thứ ấy cho đâu mà có các khoa học gia chẳng nói rõ ràng trong phật pháp ba tế tướng này cho đâu mà có do từ tự tánh mà có chỉ có tự tánh là thật còn những tướng ấy đều chẳng thật vì vậy, a lại gia là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Nhưng chúng sanh trong mười pháp giới rộng rãi và nhiều hơn chúng sanh trong lục đạo. Phía trên lục đạo, vượt lên khỏi lục đạo. Lục đạo là giới hạn. Thường là chẳng dễ gì vượt thoát lục đạo luân hồi. Vượt thoát lục đạo luân hồi là A-la-hán. Những người có thể vượt thoát được gọi là A-la-hán trên a la hán là bích chi phật trên bích chi phật là bồ tát trên bồ tát là phật chúng ta gọi họ là tứ thánh pháp giới những vị thuộc bốn pháp giới này là thánh nhân họ vẫn dùng a lại gia tức là vẫn dùng vọng tâm vì vậy chưa phải là phật thiên thai đại sư gọi phật trong mười pháp giới là tương tự tức phật chưa phải là phật thật sự vì còn dùng giọng tâm Nhưng dùng giọng tâm rất chánh đáng Rất dùng rất thuần Hoặc nhìn dường như là chân Phật Trên thực tế chưa phải Phân biệt chân và giọng như thế nào Ở chỗ dùng cái tâm khác nhau Phật dùng chân tâm Quý vị phải ghi nhớ điều này Dùng chân tâm Chân tâm chẳng phải là ba thứ ấy phải biết chân tâm là tự tánh của dụng Tổ tiên bảo Tánh con người vốn lành Tam tự kinh dạy Nhân chi sơ tánh bổn thiện Cái tánh bổn thiện chính là chân tâm Chẳng phải là dòng tâm Thiện ấy chẳng phải là thiện trong thiện ác Nếu là thiện trong thiện ác Thì sẽ là dòng tâm phải biết điều này thì ở đây là hình dung từ Là từ ngữ ca ngợi Nhằm hình dung không thể diễn tả được Quá tốt đẹp, quá hoàn vị Chẳng có thiếu khuyết gì Bổn thiện có thể sinh ra dạng pháp Nó mới là căn nguyên của vũ trụ và nhân sinh Huệ năng Đại sư Khai Ngộ khai ngộ là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh là thấy gì là thấy bổn thiện thấy bổn thiện thì phải diệt hết ba thứ nghiệp tướng chuyển tướng cảnh giới tướng ba thứ ấy chẳng còn chúng là vọng tâm vọng tâm đã chẳng còn thì chân tâm mới hiện tiền Chân tâm hiện tiền Trong chân tâm chẳng có hiện tượng vật chất Mà cũng chẳng có hiện tượng tinh thần Trong tịnh tông gọi đó là tứ độ Bốn cõi tịnh độ Tầng tối cao là thường tịch quan tịnh độ Một bầu quang minh Trọn khắp hết thảy mọi nơi Ở nơi đâu Không chỗ nào chẳng tồn tại Không lúc nào chẳng hiện hữu chúng ta cũng chẳng rời khỏi thường tịch quan mà cũng chẳng rời khỏi tự tánh nhưng chúng ta chẳng thấy chẳng rời khỏi nó nhưng chẳng thấy vì sao chẳng thấy năng lực của lục căng là hư vọng vọng chẳng thể duyên chân vọng chỉ có thể duyên vọng chẳng duyên được chân vọng tâm của chúng ta rất lợi hại nó có thể duyên tới a lại gia tức là nghiệp chướng chuyển tướng và cảnh giới tướng nó đều có thể duyên được Đều có thể đạt tới Nhưng chẳng thể đạt tới tự tánh Đạt tới tự tánh Thì phải buông những thứ ấy xuống Ba thứ ấy đều buông xuống Tự tánh sẽ hiện tiền Quý vị mới hồng thấy được Buông xuống chẳng dễ dàng Nói rất dễ Nhưng sự thật rất khó trong kinh đại thừa đức phật nói khởi tâm động niệm thì khởi tâm động niệm là nghiệp tướng phân biệt là chuyển tướng chấp trước là cảnh giới tướng đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chúng ta đều chẳng chấp trước quý vị sẽ chứng quả a à la hán trước hết quý vị khôi phục điều gì khôi phục tâm thanh tịnh tâm địa chẳng nhiễm mảy trần cũng có nghĩa là chân tâm thấu lộ một phần thấu lộ một phần lục đạo luân hồi chẳng còn nữa vì vậy chư vị phải hiểu lục đạo chẳng thật kinh đại thừa thường nói phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng vì chúng là pháp sanh diệt quý vị thấy hết thảy động vật có sanh lão bệnh tử còn những thứ chân thật thì sao đúng là chẳng sanh chẳng diệt do vậy tôn giáo của phương tây nói tới chân thần có điểm hơi giống nhưng chưa đúng vẫn còn cách biệt với chân tướng nhưng hiện thời tôn giáo của phương tây nói tới chân thần khác với xưa kia họ nói thần chẳng có thân xác không nơi đâu chẳng hiện hữu họ cũng học theo cách nói này cách nói này hơi giống với ý nghĩa được giảng trong phật pháp nhưng trong ấy còn có mê ngộ khác biệt giác mới là tự tánh lúc mê sẽ gọi là thần thức danh từ nhà phật gọi chân tâm bị mê là thần thức người thế gian chúng ta người phương đông gọi thần thức là linh hồn người phương tây cũng gọi nó là linh hồn linh hồn là chuyển tướng chuyển tướng là ở trong trạng thái mê bèn gọi là chuyển tướng giác ngộ thì ba tướng ấy đều chẳng có do vậy đúng là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng đây là nói về khởi nguyên của vũ trụ chuyển tướng là thông tin do vậy chuyển cảnh giới bằng cách nào cảnh giới tiếp nhận thông tin nếu chúng ta hiểu đạo lý này thì hiện thời địa cầu có tai nạn chúng ta có thể hóa giải tai nạn hay không có thể chỉ cần quý vị biết chuyển ra sao quý vị nắm dựng cách chuyển ấy sẽ có thể chuyển cảnh giới chuyển cảnh giới thì nhỏ là chuyển tự thân đối với thân tướng của chính mình đầu tiên là khỏe mạnh làm thế nào để nó chẳng sinh bệnh khỏe mạnh trường thọ làm thế nào để thân thể chúng ta chẳng lão hóa Hãy quý vị hiểu đạo lý sẽ liền làm được Nói tại hiện thời Tâm thái của quý vị thanh tịnh chính là tướng trường thọ Dung mạo rạng rỡ Màu da nhất định hết sức tươi tắn Chẳng dễ gì lão hóa Vì sao? Tâm quý vị thanh tịnh Nếu đạt tới bình đẳng tức là đạt lên một bậc cao hơn Tâm bình đẳng thì có thể nói là quý vị sanh tử tự tại nếu tâm bình đẳng thực sự hiện tiền chúng ta sống trên thế giới này hai ba trăm năm chẳng có vấn đề gì đối với y học trung quốc tức trung y thầy tôi là lão cư sĩ lý bỉnh nam hết sức giỏi trung y cụ bảo tôi cả đời cụ kê toa chữa bệnh cho người khác chắc chắn chẳng lầm một ai cụ dám nói như vậy Cụ cũng từng làm quan tòa Cụ nói ta làm quan tòa xử án Có kiến ai bị oan uổng hay không Ta chẳng dám nói Không dám chắc Rất có thể là có chỗ xử oan người ta Nhưng khám bệnh cho kẻ khác Chưa hề kê toa sai Cụ có gan nói ra lời ấy Cụ bảo chúng tôi Trung y chẳng nhầm chữa bệnh Điều thứ nhất trong trung y là dạy con người trường sinh. Cụ nói, đối với thọ mạng của con người, thân thể con người là một cổ máy, nếu có thể bảo dưỡng cổ máy ấy rất khá. Tối thiểu là có thể duy trì 200 năm, 200 tuổi là thọ mạng bình thường. Quý vị sống không đến 200 tuổi là do không biết bảo dưỡng, chính mình làm hỏng bản thân. Lời ấy rất có lý. Mục tiêu thứ nhất của Trung Y là trường sinh Mục tiêu thứ hai là phòng ngừa bệnh tật Quý vị thật sự hiểu đạo lý này Có thể ngăn ngừa cả đời chẳng bị bệnh Mục tiêu thứ ba mới là chữa bệnh Chữa bệnh là mục tiêu thứ ba của Trung Y Khi chữa bệnh còn thần kỳ hơn nữa Thầy nói chữa bệnh thì thầy Lan bậc nhất chỉ nhìn Không cần phải hỏi Nhìn sắc tướng và trung mạo Nghe âm thanh của quý vị nói Chẳng hỏi hang Liền hoàn toàn liễu giải tình trạng thân thể của quý vị Người ấy còn có thể phán đoán hiện thời thân thể của quý vị tốt, rất tốt, chẳng có bệnh tật gì, như người ấy biết 10 năm sau hoặc 20 năm sau quý vị sẽ bệnh gì, bị trục trặc chỗ nào. Cụ nói, thần kỳ, điều này có đạo lý. Chẳng phải là không có đạo lý. Ví dụ như người thợ sửa chữa xe hơi, kinh nghiệm rất phong phú. Nghe tiếng máy xe chạy liền biết tình trạng cái xe. Quý vị còn chạy được bao nhiêu cây số nữa Thì chỗ nào đó trong xe sẽ bị trục trặc người ta là dân nhà nghề mà người ngoài nghề như chúng ta nghe không ra nhưng người ấy có thể nghe biết vì vậy trung y nói vọng văn thứ ba là bắt mạch tức vọng văn vấn thiết hỏi tình trạng của bệnh nhân quý vị thấy hạng nhất vừa nhìn là biết đây là thầy chữa bệnh bậc nhất hạng thứ hai phải hỏi hỏi hàng quý vị hạng ba mới phải bắt mạch. Chúng tôi học những điều thường thức này từ thầy Lý. Biết thầy thuốc phải bắt mạch là loại thầy thuốc hạng ba. Quý vị thấy trong trung y điều thứ ba mới là chữa bệnh. Chữa bệnh mà nhìn, hỏi xong vẫn phải bắt mạch sẽ là thầy thuốc hạng ba. Kể ra cũng khá lắm, nhưng hiện thời thầy lan giỏi trong loại ba này cũng chẳng dễ gì kiếm được. Chúng ta phải biết Tâm thái là chủ thể của hết thảy Quý vị thấy vài hôm trước Cư sĩ Lưu Tố Dân biểu diễn ở đây Chính bà ta bị bệnh hồng ban lan sang Mắc bệnh ấy gần như chẳng có cách nào chữa lành Nhưng bà ta hoàn toàn khôi phục Ngay cả vết sẹo cũng chẳng còn Quý vị thấy bà ta giảng kinh ở đây là mỗi ngày giảng 2 giờ Tôi nghe nói ở Thẩm Quyến Mỗi ngày bà ta giảng 8 giờ Chẳng dễ dàng Bà ta năm nay 66 tuổi Lúc 59 tuổi bà mắc bệnh ấy Quý vị thấy đó Tâm thái trị liệu chẳng dùng thuốc Để là căn cứ lý luận trong Phật Pháp Hệ tâm thái chuyển biến các tế bào mắc bệnh trong nội tâm đều có thể khôi phục bình thường nếu tâm thái chẳng tốt đẹp quý vị thấy thầy lang bành thâm đã phân tích ông ta nói ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tính làm được năm chữ ấy quý vị sẽ chẳng mắc bệnh bất nhân sẽ bị bệnh gan bất nghĩa sẽ bị bệnh phổi Vô lễ sẽ bị bệnh tim Đây là bệnh tật tương ứng tâm thái Đây là y học Trung Quốc Y học Trung Quốc đã có lịch sử hơn 5.000 năm Làm sao quý vị có thể chẳng thừa nhận Thầy tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ có lần bảo tôi Trung y có 5.000 năm lịch sử, Tây y mới có 300 năm Trong đệ nhị thế chiến đã may mắn phát minh chất kháng sinh Nếu chẳng phát minh chất kháng sinh, sẽ chẳng có Tây y Thầy hỏi tôi anh tin vào 300 năm hay tin 5.000 năm 5.000 năm chịu đựng sự khảo nghiệm của thời gian và con người nó đã định hình Quý vị chẳng thể, thể không bội phục trí huệ của Tổ tiên Họ chứng đắc thật, thật tướng của các thật, Pháp thật, như trong kinh điển đã nói Những thứ được giảng trong kinh giống như vậy Đức Phật nói ai có thể thấy và chứng thực thật. từ bát địa trở lên Đức Bồ Tát có các tầng cấp Đức Đức Bát địa cửu địa thập địa, thập nhất địa là đẳng giác, thập nhị địa là Phật. Năm tầng cấp này đều hiểu rõ ràng rành rẽ. Từ thất địa trở xuống đều chưa chứng đắc. Chưa chứng đắc thì chỉ nên nghe lời thầy, nỗ lực nâng cao linh tánh của chính mình nâng lên tới bát địa quý vị sẽ chứng đắc các chuyển diệt sạch như vừa mới nói là tam tế tướng và lục thô tướng từ tam tế biến thành lục thô tam tế tướng quá di tế chẳng dễ gì nhận biết do vậy khoa học hiện thời có thể nói tới năng lượng vật chất và thông tin Chúng ta không thể chẳng bội phục họ Hết sức hiếm có Khoa học vẫn cần tiến cao hơn chúng ta cũng mong các khoa học gia có thể minh tâm kiến tánh nhưng minh tâm kiến tánh thì phải buông khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xuống nếu vẫn dùng những tâm ấy tức là dùng trọng tâm trọng tâm chỉ có thể đạt tới a lại gia là cùng họ chẳng có cách nào đột phá vì vậy chư huyễn tận diệt Công phu học Phật là dùng ở chỗ này. Trước hết, công phu ấy có thứ tự và cũng có khó, dễ. Đầu tiên là từ chấp trước, quyết định trở nên chấp trước. Hãy có chấp trước, sẽ chẳng thể đột phá cửa ái đầu tiên là lục đạo. Lục đạo cũng chẳng thật. Chỉ cần buông chấp trước xuống Chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian Lẫn xuất thế gian Chẳng chấp trước thì chúng ta thường nói Phải thực hiện từ nơi đâu Thực hiện bằng cách buông đối lập xuống Tôi thường khuyên lơn đồng học chuyện này Chúng ta thực hiện từ chỗ này Quyết định chẳng đối lập với người khác Hắn đối lập với ta Ta chẳng đối lập với hắn nếu ta đối lập với hắn Thì quý vị sẽ khó đi được một tất nào trong Phật Pháp Chẳng đối lập hết thảy sự Chẳng đối lập hết thảy dạng vật Tâm lượng quý vị sẽ mở rộng Có thể bao dung Đó là bước đầu Đầu tiên phải buông xuống Đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian Trở nên có ý niệm khống chế hay chiếm hữu Nếu quý vị có ý niệm khống chế hay chiếm hữu Đó là căn bản của tất cả hết thảy phiền não Phải dốc sức nơi đây thì mới có thể đạt được cái tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh mới hiện tiền Tâm thanh tịnh hiện tiền sẽ vô cùng sung sướng Đó là pháp hỷ sung mãn Quý vị thấy câu đầu tiên trong luận ngữ Khổng tử nói Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Quý vị hoàn toàn thực hiện những điều đã học Trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự, sự đãi người tiếp giật Trong tâm hỷ duyệt Sự hỷ duyệt ấy chẳng do ngũ dục lục trần bên ngoài kích thích mà là sự hỷ duyệt từ trong nội tâm lưu xuất ra ngoài, phật pháp cũng giống như thế. quý vị có thể thật sự vuông tập khí phiền não xuống, tâm sẽ tự đại lắm, thanh tịnh lắm. vì vậy trước hết là tu tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh đã đạt được lục đạo chẳng còn nữa, vượt thoát lục đạo thành a la hán quả, tiến thêm một bước nữa vuông phân biệt xuống, không chỉ chẳng chấp trước ngay cả phân biệt cũng chẳng có cảnh giới sẽ nâng cao lên thành bồ tát cuối cùng chẳng khởi tâm chẳng động niệm thì gọi là thành phật vì vậy phật bồ tát a la hán là danh xưng của ba tầng lớp tu hành trong nhà phật giống như danh xưng ba học vị trong nhà trường hiện thời cao nhất trong học đường hiện thời là tiến sĩ kế đó là thạc sĩ rồi học sĩ a la hán là học sĩ bồ tát là thạc sĩ phật là tiến sĩ để là danh xưng học vị chẳng thể lẫn lộn được ngày nay phật giáo biến thành tôn giáo chính là tội lỗi của chúng ta do tội lỗi của đệ tử phật lẽ nào phật giáo bị lẫn lộn với tôn giáo Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời dạy học Quý vị hãy xem kỹ Ngài chẳng dính dáng gì với tôn giáo Nhưng nay Phật giáo thực sự biến thành tôn giáo Quý vị lại chẳng thể không thừa nhận nó là tôn giáo Chúng ta có lỗi với Thầy Thích Ca Mâu Phật mang thân phận chức nghiệp của một vị Thầy Giống như khổng tử Khổng tử giáo học chỉ được 5 năm Thích Ca Mô Phật dạy học suốt đời 49 năm 30 tuổi đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Bắt đầu dạy học Nhập diệt năm 79 tuổi Giảng kinh giáo học suốt 49 năm Ngài dạy chúng ta Tất cả vấn đề thế gian Và suốt thế gian dùng phương pháp gì để giải quyết dùng giáo dục Chỉ cần quý vị dạy người ta giác ngộ Giúp họ phá mê khai ngộ Hệ họ khai ngộ Sẽ có thể giải quyết vấn đề Trí huệ có thể giải quyết vấn đề Nhưng tri thức không thể Tri thức giải quyết vấn đề giới hạn Và còn để lại hậu quả Trí huệ chẳng vậy Trí huệ chẳng có ngần mé Chắc chắn chẳng để lại hậu quả Đại thừa Phật Pháp là trí huệ viên mãn Trí huệ cho đâu mà có Sẵn có trong tự tánh Đó là giác tánh Giác tâm bất động Giác tánh là trí huệ Là cái quý vị vốn sẵn có Giác tánh là gì? Kiến văn giác tri Chẳng sanh chẳng diệt Lúc Huệ Năng Đại sư Kiến Tánh Đã báo cáo rất đơn giản 20 chữ Quả thật là vốn từ thanh tịnh Tâm quý vị có ô nhiễm hay không? Chẳng có Dẫu tạo tác ác nghiệp Đọa vào A tỳ địa ngục Vẫn chẳng có ô nhiễm Nếu nó bị ô nhiễm Sẽ chẳng gọi là chân tâm Mà là hư vọng Vì vậy ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là A lại gia bị ô nhiễm Tôi vừa mới nói tới nghiệp tướng Cảnh giới tướng Và chuyển tướng Những thứ ấy bị ô nhiễm nhưng tự tánh chẳng ô nhiễm Tự tánh mới là con người chân thật của chính mình Đại thừa Phật giáo thường gọi nó là Phụ mẫu vị sanh tiền bổn lai mục Nhưng mê liền biến thành A Lại Gia Giác ngộ thì A Lại Gia chẳng có Kiếm văn giác tri hiện tiền Kiếm văn giác tri trọn khắp pháp giới hư không giới Toàn bộ hư không pháp giới là một sanh mạng có chung một cái thể để là luân lý theo quan điểm nhà phật luân lý là nói về quan hệ chúng ta sống trong thế gian này nói tới ngũ luân tức là quan hệ cha con quan hệ vợ chồng quan hệ anh em quan hệ vua tôi quan hệ bạn bè nói tới những mối quan hệ này nhưng phật cha nói tới luân lý bèn nói tột cùng viên mãn vì sao cả hư không pháp giới cùng chính mình là một thể chẳng phải là một nhà mà là một thể một sinh mạng có cùng một thể vì vậy lòng yêu thương chẳng có phạm vi chẳng có điều kiện được gọi là vô duyên đại từ nói theo hiện thời duyên là điều kiện vô duyên là chẳng có điều kiện đồng thể đại bi thương xót chúng sanh có cùng một thể với chính mình à, trên thân ta, ta chỗ nào đau ngứa ta rất quan tâm tới chỗ ấy đồng thể mà đại thừa phật pháp thấy trọn khắp pháp giới hư không giới có cùng một thể với chính mình điều này quá khó nay chúng ta vì sao chẳng thể khế nhập cảnh giới vì chúng ta có ngã ta và người khác vạch rõ giới tuyến chẳng biết tự tha chẳng hai tự và tha là một chẳng biết đạo lý này vì vậy trong phật pháp Trước hết là phải phá thân kiến Chẳng còn chấp trước cái thân này là ngã Thân này là gì? Thân có sanh diệt Ngã chẳng sanh diệt Ngã là giác tánh Giác tánh chẳng sanh diệt Kiến văn giác tri là giác tánh Trong hội lăng nghiêm Thích Ca Mâu Ni Phật Đã bàn vấn đề này với vua Ba Tư Nặc Vua Ba Tư nặc lo ngại tuổi đã già rồi Lúc ấy vua 62 tuổi Bằng tuổi Thích Ca Mâu Ni Phật Dần dần già rồi sẽ phải bệnh chết Lo sầu chuyện này Thích Ca Mâu Ni Phật liền hỏi nhà vua Nhằm dạy bảo vua Gọi vua là Đại Dương Vì vua là Quốc Dương Hỏi vua, đại dương thấy nước sông Hằng lúc mấy tuổi? Vua thưa ba tuổi, mẹ dẫn vua đến một nơi, cũng là một thần miếu. Lúc tới chiêm bái thần miếu, có đi trên bờ sông Hằng, nhìn thấy sông, biết đó là dòng sông Hằng. Đức Phật nói, Lúc đại dương 13 tuổi 10 năm sau đó Đại dương cảm thấy thân thể già hơn lúc 3 tuổi rất nhiều Bị lão hóa chăng Đúng vậy Khi 23 tuổi Lại già hơn lúc 13 tuổi 10 năm Năm nay 62 tuổi Thân thể biến hóa không ngừng Đức Phật hỏi nhà vua cái thấy của đại dương đối với nước sông hằng có biến hóa hay chăng ba tuổi ta thấy nước sông hằng mười ba tuổi ta cũng thấy lúc hai mươi ba tuổi ta cũng trông thấy tới sáu mươi hai tuổi đại dương cũng thấy cái thấy của đại dương có biến hóa hay chăng vua thưa chẳng biến hóa đức phật bèn nói chẳng có biến hóa là bất sanh bất diệt bị biến hóa là cái thân hư giả của đại dương cái thân hư giả của đại dương có sanh tử Còn cái chẳng sanh chẳng diệt Sẽ chẳng sanh tử Dù ba tư nặc do vậy giác ngộ rất vui vẻ vốn là thân đã chết Nhưng linh tánh của ta trọn chẳng thật sự chết Thân là gì? Thân chẳng phải là ngã Thân là sở hữu của ngã Là công cụ Giống như y phục là quần áo của ta Thân để ta sử dụng dùng vài chục năm chẳng còn thuận tiện sử dụng nữa bèn thay bộ khác thay đổi thân thể nhưng trong đây có mê hay ngộ lúc mê gọi là linh hồn lúc ngộ gọi là linh tánh lúc mê phạm như hoạt động của linh hồn là lục đạo không thoát lìa lục đạo luân hồi tình hình trong lục đạo đã được con người phát hiện rất sớm Cần biết là hơn một dạng năm trước Điều này đã được các tôn giáo và học phái xa xưa của Ấn Độ nhận biết Lịch sử của họ lâu hơn chúng ta Tôi có qua lại với họ các trưởng lão Ấn Độ bảo tôi Tôn giáo của họ tương truyền đã lâu hơn một dạng năm Chúng ta có thể tin tưởng chuyện này Người Ấn Độ không chú trọng lịch sử Chẳng giống như người Trung Quốc đời đời truyền thừa Nhưng hiện tại cả thế giới thừa nhận họ Có 8.500 năm lịch sử Cũng là sớm hơn Phật giáo 5.000 năm Trên thực tế không phải chỉ có vậy Thích Ca Moni Phật đã học những thứ của họ Điểm đặc sắc nhất trong sự tu học của họ là tứ thiền bát định. Kinh Phật nói tứ thiền bát định là bà la môn giáo. Nếu tu môn định này thành công, trong định có thể đột phá các chiều không gian. Cũng có nghĩa là quý vị nhập định này, trong định quý vị đi lên sẽ thấy 28 tầng trời. Đi xuống có thể thấy địa ngục Chỉ cần quý vị tu định này đều có thể thấy được Tầng lớp sâu cạn khác biệt trong định này Nói chung còn bốn thứ Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Bác định là tầng cao nhất tức là nói đến vô sắc giới thiên tứ thiền thấy tới sắc giới thiên đạt đến để bác định sẽ thấy vô sắc giới thiên 28 tầng trời đều trông thấy a la hán chẳng phải chỉ như vậy a la hán tu cửu thứ đệ định đột phá lục đạo luân hồi đạt tới một thế giới khác quý vị chân tu sẽ thật sự thấy chẳng giả tí nào nhưng đức phật nói đây vẫn chưa phải là rốt ráo rốt ráo thì còn phải tiến lên cao hơn nữa quý vị thấy a la hán vẫn chưa thấy a lại gia bồ tát cũng chẳng thấy phật trong mười pháp giới vẫn chưa thấy phải buông khởi tâm động niệm xuống cái tâm ấy thật sự định định là gì đó là chân tâm chân tâm vốn bất động quý vị thấy huệ năng đại sư nói hà kỳ tự tánh bổn vô dao động trước nay chưa hề động bất động là chân tâm bị động là vọng tâm vọng tâm là ý niệm khởi tâm động niệm Niệm có tịnh, có nhiễm Tịnh bèn ra khỏi lục đạo luân hồi Nhiễm sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Trong nhiễm có thiện, có ác Thiện niệm cảm ba thiện đạo Ác niệm cảm ba ác đạo Trong nhiễm có thiện ác Trong tịnh chẳng có thiện ác Đó là tứ thánh pháp giới Vẫn chưa phải là chân Chân thì sao? Nhiễm, tịnh, thiện, ác, thảy đều chẳng có. Đó là chân. Bèn vượt thoát mười pháp giới. Chư huyễn tận diệt. Giác tâm bất động. Kiến văn giá trị sẵn có trong tự tánh bèn hiện tiền. Chúng bất động. Kiến văn giác tri bất động, Lúc mê biến thành a lại gia thức Trong a lại gia thức Kiến văn giác tri biến thành thọ tưởng hành thức Thọ là quý vị cảm nhận Tức là có cảm nhận khổ lạc ưu hỷ xã Tướng là quý vị có suy nghĩ Hành là ý niệm chẳng trụ Niệm trước vừa diệt Niệm sau bèn sanh Đó là hành Này chúng ta nói một cách dễ hiểu Thì thức là ký ức những gì quý vị đã từng trải qua đều có thể ghi nhớ đó là tác dụng của thức hôm qua tôi nghe một đồng học cho biết họ thấy trên internet đại khái là ở mỹ một số khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện nước có ký ức thí nghiệm của tiến sĩ giang bổn thắng cho chúng ta biết nước có thể nghe thấy hiểu ý nghĩ của con người họ còn tiến hơn bước nữa là phát hiện nước còn có ký ức đây là khoáng vật trong kinh phật đã sớm nói đến rồi kinh phật dạy chúng ta tâm và vật cùng một thể vĩnh viễn chẳng tách rời trong vật có tâm trong tâm có vật bất luận vật chất gì đều có thọ tưởng hành thức sau khi tiến sĩ giang bổn thắng làm thí nghiệm này thành công một đồng học phát hiện tin ấy trên internet in ra thành bốn trang đưa cho tôi xem sau khi tôi xem xong vô cùng vui vẻ khoa học gia đã chứng tỏ Tất cả hết thể hiện tượng vật chất đều có năng lực ấy Đó là bản năng, năng lực sẵn có Nước có thọ, tưởng, hành, thức Bùn đất có hay không? Đương nhiên là có Đá có hay không? Đương nhiên là có Một hạt cát, một hạt bụi cũng có Theo Phật Pháp nói, một cọng lông, một sợi lông cũng trọn đủ các năng lực ấy Thoạt nghe thì rất thần kỳ, nhưng là sự thật. À, chúng ta thấy cuộc đối đáp giữa Thích Ca Mâu Phật và Chi Lạc Bồ Tát. Cuộc đối đáp ấy là khoa học cao cấp. Thuở ấy, Thầy Phương giới thiệu Phật giáo với tôi, đã nói Phật giáo là triết học cao cấp. Tôi hiểu, tôi cũng phát hiện Phật giáo là khoa học bậc cao nhỏ như vi trần khoa học hiện thời gọi vi trần là nguyên tử điện tử lạp tử hạ cơ bản là khoa quắc nhục nhãn chẳng thấy được đó là vật chất trong các vật chất như vậy cũng có thọ tưởng hành thức vì vậy chúng có sanh mạng chúng sống động theo như phật pháp giảng cả vũ trụ là một thể hữu cơ chẳng phải là chết cứng mà sống động chứng minh bằng cách nào dùng phương pháp thiền định để chứng minh không giống như khoa học khoa học dùng các máy móc máy móc đôi khi còn có lầm lẫn sai lệch thiền định chẳng sai lạc từ trong thiền định rất sâu Đột phá từng tầng chướng ngại Quý vị sẽ thấy được Người đời còn có một phương pháp Nhưng rất hữu hạn Chỉ có thể chứng minh chuyện này là có thể xảy ra Chẳng giả đó là thuật thôi miên rất tịnh hành Ở phương Tây trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây trong lúc được thôi miên rất sâu quý vị có thể trở lại đời quá khứ thậm chí trở lại nhiều đời trong quá khứ tôi đọc báo cáo của bác sĩ ngụy tư nước mỹ đã có một người được thôi miên đã quay trở lại gần như mấy chục đời không chỉ mấy chục đời mà gần như bảy tám mươi đời Tức là hơn 4.000 năm trước, hoàn cảnh lúc ấy là còn sống trong hang động, con người chưa biết ở trong nhà cửa mà sống trong hang động, người ấy có thể nói ra tình trạng sống lúc ấy. Tuyệt đối chẳng phải là bịa đặt. Vì vậy, từ thôi miên có thể chứng thực hiền định kiến được con người thật sự có thể trở lại quá khứ, cũng thật sự có thể thấy được chị lai. Vì sao? Thời gian và không gian là giả. Đại thừa Phật pháp dạy chúng ta, chẳng có thời gian, chẳng có thời gian sẽ chẳng có trước sau, chẳng có không gian sẽ chẳng có khoảng cách. Tây phương cực lạc thế giới cách chúng ta mười dạng ức cõi phật. Nếu không gian bị đột phá, thế giới cực lạc ở đâu? thế giới cực lạc ở ngay nơi đây các nhà khoa học đã thừa nhận thời gian và không gian chẳng có thật nhưng dùng phương pháp gì để đột phá họ không biết các chiều không gian cho đâu mà có chúng ta đều biết kinh phật đã giảng rất rõ ràng chúng do đâu mà có từ vọng tưởng chấp trước mà có quý vị chẳng có vọng tưởng chấp trước các chiều không gian sẽ chẳng còn nữa đều phải tu định phải tu tâm thanh tịnh phải tu tâm bình đẳng thanh tịnh có thể đột phá lục đạo bình đẳng có thể đột phá mười pháp giới giác tâm có thể đột phá toàn thể vũ trụ ba tầng lớp như vậy phải có công phu như thế nào buông xuống quý vị chẳng buông xuống sẽ chẳng được phải thật sự buông xuống vì vậy tôi rất cảm tạ thầy tôi người xuất gia tôi gặp mặt đầu tiên là chương gia đại sư tôi hướng về ngài thỉnh giáo tôi nói thầy phương giới thiệu phật pháp cho tôi tôi biết phật pháp đúng là một môn đại học vấn có phương pháp gì để có thể khế nhập cảnh giới hay chăng tôi nêu câu hỏi như thế à. Nếu cô hỏi xong lão nhân gia không trả lời tôi Ngài nhìn tôi Tôi cũng nhìn Ngài Chúng tôi ở trong căn phòng khách nhỏ ấy Nhìn nhau nửa giờ Tôi đợi nửa giờ Đợi đến khi Ngài nói một chữ Có Có Tinh thần chúng tôi phấn chấn Chú ý nghe Ngài lại chẳng nói năng gì Lại đợi 6-7 phút Ngài mới lại nói Thấy thấu suốt buông xuống Mấy chục năm sau tôi mới nghĩ ra Khi ấy vì lẽ nào Ngài nhìn tôi nửa giờ chẳng nói gì Tôi tuổi trẻ bợp chợp nóng dội Nhất định phải đợi cho tâm tình lắng xuống Giọng niệm chẳng còn Lúc ấy nói với quý vị thì mới có ích Quý vị mới thật sự nghe lọt Nói một chữ có Tâm tư chúng tôi lại xáo động Lại chuyển động Không được rồi Vẫn phải chờ cho tâm tình lắng xuống Nay tôi nhìn vào nhiều trường học Ấn tượng sâu nhất là khi tôi ở Luân Đôn Đến thăm trường đại học Kiếm Kiều tại Luân Đôn Tôi thấy sinh viên ở đây kể ra còn khá Tốt hơn những trường khác vẫn chẳng khác lắm so với lúc tôi trẻ tuổi Gặp chương gia đại sư Ngài chẳng nói gì Cứ trừng mắt nhìn Khi nào quý vị có thể định được tâm thái bồng bột Ngài mới nói với quý vị Từ điểm này chúng tôi hiểu được sự giáo học của cổ nhân bởi lẽ thời cổ trẻ nhỏ được bồi dưỡng sự ổn trọng từ nhỏ nhất cử nhất động đều giống như một người trưởng thành thu nhỏ nên nó có thể tiếp nhận giáo dục đạo đức còn như những trẻ nhỏ của phương tây chẳng có cách nào tiếp nhận tiếp nhận khoa học kỹ thuật thì được chứ chúng chẳng có năng lực tiếp nhận loại học vấn như của trung quốc vì vậy học gì cũng đều cần tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh tâm bình đẳng thật sự là cơ sở để học theo cổ thánh tiên hiền thiếu cơ sở này chúng ta chỉ nghe những kiến thức thông thường bề ngoài chẳng có cách nào khế nhập cảnh giới trong đoạn tiếp theo vẫn là điều được nói trong kinh viên giác huyển diệt diệt cố phi huyển bất diệt Huyễn là giả Chẳng thật Quý vị chẳng thể nói nó chẳng có tướng Này tất cả các hiện tượng đều hiện tiền Làm sao quý vị có thể nói là không có tướng Tuy hiện tượng hiện tiền Chẳng thể nói là nó có Vì sao chẳng thể nói là nó có Tướng ấy là huyễn tướng Thật vậy, giống như những tấm phim trong máy chiếu phim. Chúng ta coi phim, phim hiện thời dùng kỹ thuật mã quá chẳng dễ gì thấy được. Trước đây, điện ảnh dùng phim nhựa. Ở đây tôi vẫn còn vài cuộn phim, phim cine. Đây là cuốn phim nhựa, đây là máy chiếu. Quý vị thấy mỗi tấm ảnh trong cuộn phim là một tướng cảnh giới là một huyễn tướng ống kính của máy chiếu phim mở ra tấm phim này được chiếu lên màn bạc ống kính đóng lại lại đổi sang tấm phim thứ hai tấm phim thứ nhất chẳng còn lại đổi sang tấm phim thứ ba tấm phim thứ hai chẳng còn nó thay đổi nhanh chóng trong một giây thay đổi 24 tấm chúng ta bèn bị gạt chúng ta coi phim giống như bị nó mê hoặc dường như là thật thật ra tốc độ là một phần hai mươi bốn phần giây hiện tượng trong vũ trụ hiện tại của chúng ta nhanh hơn tướng được hiện trên màn ảnh bao nhiêu Phật hỏi Di Lạc Bồ Tát Thật ra hai ngài một hỏi một đáp cho chúng ta nghe Sông tấu cho chúng ta nghe hồng giác ngộ Phật hỏi Di Lạc Bồ Tát đáp Đức Phật nói tâm có niệm Đây là nói về những kẻ bình phàm giống như chúng ta trong tâm khởi lên ý niệm Trong một niệm Có bao nhiêu tế niệm Có mấy niệm Đó là ý niệm vô cùng vi tế Giống như chúng ta trong một giây Nhìn các hình ảnh hiện lên trên màn bạc Hình ảnh trong phim Thấy một giây là 24 niệm 24 niệm sanh diệt Chúng ta coi mỗi niệm là một giây Còn Di Lạc Bồ Tát nói tới một cái khẩy ngón tay Một cái khẩy ngón tay chưa đầy một giây Nếu chúng ta khẩy nhanh trong một giây có thể khẩy bốn lần Khẩy nhanh hơn sẽ có thể khẩy năm lần Ngài nói một cái khẩy ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm Trăm ngàn là mười dạng ba mươi hai ức nhân với mười dạng trong một cây khẩy ngón tay có bao nhiêu niệm? 32 ức nhân với 10 dạng là 320 triệu. Chúng ta làm sao có thể biết nó là giả được? Nếu một giây, chúng ta khẩy 5 lần trong một giây có bao nhiêu tế niệm? 1.600 triệu. Trên màn bạc điện ảnh Một giây mới là 24 lần 24 niệm sanh diệt Còn hoàn cảnh hiện thực Là trong một giây Có 1.600 triệu Ai có thể thấy được Trong kinh Đức Phật nói Bác địa Bồ Tát Bác địa Bồ Tát do cái tâm thanh tịnh Không chấp trước và công phu định lực có thể nhìn thấy một giây có 1.600 triệu niệm di tế như vậy Ngài có thể nhận biết Từ bát địa trở lên là cửu địa Bồ Tát Thập địa Đẳng giác Bồ Tát Diệu giác Những vị thuộc năm địa vị này thấy rõ ràng Đó là thấy được căn nguyên duyên khởi vũ trụ Dụng cụ khoa học chẳng có cách nào Làm không được Càng nguyên ấy quá di tế Những công cụ của các nhà khoa học Có thể đấy được ba tế tướng của A-lại gia Thì kể ra cũng khá lắm rồi Còn niệm này tột bậc di tế Mong thấy được nó quá khó khăn Chúng ta tưởng thế giới này là thật Do Đức Phật dạy như vậy Chúng ta mới biết thế giới này Luôn được tạo thành trong mỗi niệm do những niệm cực kỳ di tế tụ tập nên mới thành tựu do vậy tướng chẳng thật chúng là quyển tướng giống như này chúng ta đang xem tivi tivi hiện thời dùng kỹ thuật mã hóa nhanh hơn tốc độ của điện ảnh quý vị càng thấy rất thật quý vị hiểu toàn thể hiện tượng trong vũ trụ rất giống với chuyện chiếu phim này chẳng thể nói nó là giả nhưng cũng chẳng thể nói nó là thật nếu quý vị nói nó là thật thì nó niệm niệm chẳng tồn tại niệm trước chẳng phải là niệm sau trong lúc giảng kinh chúng tôi thường dùng chữ tương tự tương tục tướng để chỉ tướng này tướng trước và tướng sau tuyệt đối khác nhau nhưng rất gần gũi rất tương tự chẳng hoàn toàn tương đồng mỗi tấm phim khác biệt chúng ta phải hiểu đạo lý này Hoàn toàn khống chế ý niệm Thì ý niệm của quý vị càng thanh tịnh Nói cách khác Nó biến hóa Từng tấm phim đều biến hóa Nhưng mức độ biến hóa rất nhỏ Nếu tâm quý vị bọp chợp Nóng nảy Phiền não tập khí rất nặng Sự biến hóa này cũng rất lớn Biến hóa rất lớn Thì thí dụ như chúng ta suy lão nhanh chóng Biến hóa rất chậm thì chúng ta cũng già rất chậm Đạo lý ở chỗ này Nó có đạo lý Sau khi quý vị liễu giải Phật Pháp Nhìn lại thấy Trung Y đúng là rất vi phạm Thật sự có lý Kinh Phật đã giảng thấu triệt Vì vậy chúng ta có thể khống chế chính mình Chúng ta làm thế nào để chẳng mắc bệnh Hoàn toàn khống chế từ tâm thái Tâm lượng phải lớn Nhất định phải có tâm từ bi Nhất định chớ nên có lòng quán hận Quán hận, phiền não, tức giận, phiền muộn Đều là duyên gây nhiễm bệnh nhân là tham sân si mạng nghi tham sân si mạng nghi là nguyên nhân gây bệnh oán hận phiền não tức giận phiền muộn là nguồn gốc gây bệnh nhân duyên kết hợp các tế bào sẽ sanh ra virus sẽ biến thành virus quý vị hiểu đạo lý này chỗ nào có bệnh quý vị liền giữ cho tâm địa thanh tịnh nghĩ đến những điều tích cực chúng ta học kinh này học đại thừa Ta liền khởi lên 10 chữ Bồ Đề Tâm Quý vị nghĩ tới chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Nghĩ tới những điều này Các tế bào bị nhiễm virus sẽ khôi phục bình thường Chúng phục tùng ý niệm của quý vị nếu người khác làm thiện sự Tụng kinh hồi hướng cho quý vị Thì cũng có lợi đôi chút Chẳng nhiều lắm không lớn Chính mình vừa chuyển ý niệm sẽ có sức mạnh to lớn Người khác gia trì quý vị Chẳng phải là vô dụng Mà là hữu dụng cũng có ít đôi chút Nhưng hiệu quả chẳng trực tiếp như vậy Nếu ý niệm thật sự xoay chuyển Hồi tâm hướng thiện sẽ chuyển rất nhanh chúng ta hiểu đạo lý này huyển diệt diệt cố phi huyển bất diệt phi huyển là giác tánh vì vậy nó là bình thường chỉ cần trừ khử những thứ hư vọng nó sẽ khôi phục bình thường vốn là bình thường vốn khỏe mạnh như thầy lý đã bảo tôi con người vốn có thể sống thọ tới hai ba trăm tuổi sống hai ba trăm tuổi cũng chẳng hiếm lạ tí nào Quan trọng nhất là tâm thái phải bình thường Chớ nên có tạp niệm Chớ nên có phiền não Trong xã hội này Cái được gọi chuyện chẳng như ý Thường chiếm đến 8-9 phần Đều là có nguyên nhân Người này hủy bán ta Ta nhận lãnh Chớ nên kim trong lòng mà hãy cảm tạ kẻ đó Vì sao cảm tạ hắn Cũng giống như kẻ đó đến khảo nghiệm công phu của ta Coi ta có thể nhẫn hay không Ta chịu đựng được thì đạt Ta vượt được cái ải này Chẳng kim trong lòng Cảm tạ hắn Hắn tổn hại ta, lăng nhục ta Đều là khảo nghiệm Khảo nghiệm bằng nghịch cảnh Còn thuận khảo thì làm cho quý vị vui sướng nếu quý vị đang bị thuận khảo Thì sẽ là thuận cảnh thiện duyên Trong tình hình ấy Hết thể đều rất thuận lợi Nếu quý vị khởi lên tham luyến Sanh tâm quan hỷ Cũng trật rồi Vì sao? Thất tình ngũ dục là phiền não trong thuận cảnh chẳng tham luyến Trong nghịch cảnh chẳng quán hận Dĩ nhiên giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng khi ấy mới gọi là huyễn diệt diệt tận liễu giải chân tướng là thấy thấu suốt liễu giải chân tướng phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng như kinh kim cang đã dạy hết thảy tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng pháp hữu vi là gì hữu vi là có sanh có diệt quý vị thấy có pháp nào chẳng sanh diệt Độc vật có sanh, lão, bệnh, tử Thực vật có sanh, trụ, dị, diệt Khoáng vật, núi, sông, đại địa, thành, trụ, ngoại, không Chẳng có một thứ nào không sanh diệt Đã có sanh diệt thì quý vị biết những hiện tượng ấy do đâu mà có Hiện tượng tụ tập trong từng sát na vì Lạc Bồ Tát nói cho một khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm khởi lên như vậy <laughs> Niệm niệm đều bất khả đắc Vì vậy quý vị có thể hưởng thụ hết thảy tướng cảnh giới Nhưng đừng chấp trước Chớ nên chiếm hữu Chẳng thể chiếm hữu được Ngay cả thân thể cũng chẳng thể chiếm hữu Nếu ta có thể chiếm hữu thân thể Ta sẽ 18 tuổi mãi mãi tốt hơn nhiều Dĩ nhiên chẳng già vì ta đã chiếm hữu Quý vị chẳng chiếm hữu được Vì nó biến quá trong từng sát na Tất cả hiện tượng đều là huyễn hóa Kể cả cõi thật báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Như Đức Phật đã giảng trong Kinh Cõi thật báo trang nghiêm biến hóa hết sức chậm rãi Do vậy chúng ta đọc kinh vô lượng thọ Thấy kinh miêu tả tình trạng trong thế giới cực lạc Người trong thế giới cực lạc trường sinh bất lão chẳng bị bệnh Không sanh bệnh cũng chẳng bị già yếu Hoa trong thế giới cực lạc vĩnh viễn chẳng tàn Do nguyên nhân gì? do người sống trong cõi ấy trong tâm không có phân biệt chấp trước vì sao còn có hiện tượng do họ có khởi tâm động niệm khi chẳng có phân biệt chấp trước sự biến hóa trở nên vô cùng chậm rãi dẫu thời gian lâu đến đâu đi nữa họ vĩnh viễn trẻ trung cho đạo lý này nếu chúng ta hiểu sẽ buông tập khí phiền não xuống tốc độ già yếu trong thế gian này sẽ giảm lại là do đạo lý như vậy tôi học Phật cảm kích thầy đã truyền dạy tôi hãy thấy thấu suốt buông xuống ngày đầu tiên gặp mặt câu đầu tiên thầy dạy tôi thật chẳng dễ dàng đã nói cho tôi biết một bí mật của phật pháp chúng tôi mới biết từ sơ phát tâm cho đến địa vị như lai là như vậy thấy thấu suốt buông xuống buông xuống thấy thấu suốt lúc quý vị điều gì cũng buông hết xuống ngay cả buông xuống cũng chẳng có cũng buông xuống luôn chúc mừng quý vị quý vị đã thành phật trở về thường tịch quan Tập khí chưa đoạn sẽ là cõi thật báo trang nghiêm Như tôi vừa mới nói Trong cõi ấy vĩnh hằng bất diệt Hoa vĩnh viễn tươi mới chẳng héo hon rơi rụng Còn người vĩnh viễn trẻ trung chẳng già yếu Thật sự có đạo lý Những đạo lý ấy chúng ta đều có thể dùng được Lúc dùng sẽ thật sự hữu hiệu Thầy tu hành thật sự có công phu, chẳng giả. Thưa quý vị, vị thầy này là một trong tứ đại lạc ma. Bốn vị này, hai vị ở Tây Tạng là Đại Lạc và Ban Thiền hai vị ở Mông Cổ, Chương Gia ở Nội Mông, Triết Bố Tôn Đan Ba ở Ngoại Mông. Bốn vị này đều là học trò của Tông Khách Ba Đại Sư. Bốn đại đệ tử của Tông Khách Ba ở bốn vương giáo hóa chúng sanh. Tôi rất may mắn gặp một vị chúng tôi tuổi trẻ chưa từng tiếp xúc phật pháp vì vậy tôi đã từng rất mạo muội thỉnh giáo ngài chúng tôi gọi ngài là phật gia tôi nói thưa phật gia nghe nói các ngài chuyển thế hoặc phật phật sống chuyển thế là thật hay giả tôi hỏi ngài câu ấy vị thầy này thật tốt Luôn nói lời thật Chẳng lừa gạt chút nào Ngài dạy Ba đời đầu tiên Có thể là thật Nhưng đời sau sẽ chẳng thật Ngài là chương gia đời thứ 16 Thuộc về đời sau nên chẳng thật Ngài nói Đưa linh đồng sau khi được tìm ra Tuyển chọn Sẽ được giáo dục tốt nhất Được vị thầy đức hạnh nhất Học vấn khá nhất Đương thời dạy dỗ Người bình thường chẳng gặp được cơ hội như vậy Nếu nó thật sự chịu học Sẽ có bản lãnh khá sâu Điều này đúng là khó có Giống như hoàng tử thuở trước Được hưởng sự giáo dục Mà người khác chẳng được hưởng Trước đây Vào thời đại đế dương Cả thiên hạ là của nhà vua Đế dương đăng cơ Đó cũng là điển lễ nhậm chức Chuyện lớn đầu tiên là lập thái tử nhằm bồi dưỡng thế hệ kế tiếp. Sau khi lập thái tử, thỉnh mấy vị đức hạnh ưu tú và có học vấn nhất trong nước làm thầy của thái tử. Thái tử thật sự tích cực học tập thì triều đại kế tiếp sẽ tốt đẹp. Con em của văn võ bá quan cùng học ké Đó là nhằm bồi dưỡng một tiểu triều đình kế tục Thật sự dụng tâm Đời trước thật sự chịu trách nhiệm Đối với đời kế tiếp Trung Quốc khác ngoại quốc Ngoại quốc đúng là chuyên chế Trung Quốc chẳng phải vậy Quý vị đọc lịch sử Trung Quốc Cẩn thận sẽ thấy Lịch đại đế dương của Trung Quốc Rất có trách nhiệm kẻ thiếu trách nhiệm đã bị người khác lật đổ. Do vậy, các hoàng đế thuộc những đời cuối của mỗi triều đại đều là kẻ chẳng tuân thủ giáo huấn của Tổ Tông, phá hoại toàn bộ gia quy nên bị kẻ khác thay thế. Nếu họ thực sự tuân theo gia pháp do Tổ Tông truyền lại y giáo phụng hành, triều đại của họ sẽ tiếp tục truyền thừa. Thầy Phương từng bảo tôi, khổng tử bội phục châu công là có lý lão nhân gia suốt đời khâm phục châu công nhất cụ nói châu công đúng là thánh nhân đã tạo ra một bản diễn chương chế độ là châu lễ châu lễ là hiến pháp của nhà châu thầy bảo tôi đọc nhưng tôi chẳng có hứng thú đối với chính trị thầy bảo tôi nhiều lần nhưng tôi chưa đọc châu lễ cụ nói nếu đời nào của nhà châu cũng đều tuân thủ giáo huấn trong bộ sách ấy thì đến nay vẫn là nhà châu cụ đã nói một câu như thế đó là vì đối với từng câu từng chữ châu công đều nghĩ thay cho người trong thiên hạ chẳng hề vì chính mình Do vậy tác phẩm của ông ta chịu được sự khảo nghiệm của thời gian và tình thế xã hội Trong lịch sử Trung Quốc triều đại nhà châu lâu nhất 800 năm Nhưng đến cuối thời 500 năm cuối cùng trong 800 năm ấy Là thời Xuân Thu Chiến Quốc là thời loạn Triều đình nhà châu tuy xương thiên tử chư hầu chẳng nghe lệnh nhưng nhà châu vẫn có hơn 300 năm, gần như tới 400 năm bình yên lâu dài. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề ở chỗ có tích cực thúc đẩy giáo dục hay không? Bởi lẽ kiến quốc quân dân giáo học vi tiên, câu này là chân lý. Chỉ cần thực hiện tốt giáo dục, vấn đề gì cũng đều được giải quyết. Con người được dạy dỗ tốt đẹp rồi Trung Quốc ổn định lâu dài mấy ngàn năm Càng lâu càng mới mẻ Kệ vào đâu? Kệ vào giáo dục Còn có một cơ cấu vững vàng Mà cả thế giới đều chẳng có Đó là gia tộc Gia tộc của Trung Quốc Gánh giác trách nhiệm xã hội có nhiều cống hiến đối với Trung Quốc Trung Quốc là đại gia đình Quý vị tới nông thôn Trung Quốc để xem Đây là thôn họ Trương kia là thôn họ Lý Là người một nhà Ngũ lục đại đồng đường Chẳng tách ra Do vậy một gia tộc gần như có khoảng 300 người Nếu chẳng có quy củ Chẳng có chế độ Làm sao gia tộc không loạn được Tan nhà chết người liền vì vậy, đối với người Trung Quốc, trẻ nhỏ được dạy từ lúc mang thai, thai giáo đấy. Vừa sanh ra, quý vị phải biết, đứa nhỏ ấy vừa biết nhìn, biết nghe, đã học tập, đã mô phỏng. Gieo trồng căn bản giáo dục trong 3 năm, tức là cho đến 3 tuổi. Được giáo dục từ lúc ra đời cho đến khi tròn 3 tuổi là một ngàn ngày, đó gọi là đặt vững căn bản giáo dục. Đặt vững căn bản giáo dục do ai dạy? Mẹ dạy. Người mẹ vĩ đại giúp chồng dạy con Gia đình quý vị có đời sau nên người hay không Tùy thuộc người mẹ Dạy gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả Gốc rễ vững bền Vì vậy trước đây tại Trung Quốc có câu ngạn ngữ Tam tuế kháng bác thập Nghĩa là gieo trồng căn bản từ thuở 3 tuổi Thì đến 80 tuổi chẳng thay đổi Gieo trồng căn bản kiên cố lắm vì vậy, gia tộc có gia đạo, có gia quy, có gia học gia học trước đây là tư thục tức là trường học của con em trong gia tộc có gia nghiệp tức là sự nghiệp kinh doanh của gia tộc trong gia phả mỗi nhà đều chép rất rõ ràng vì vậy gia đã tề quốc bèn trị tôi thường nói vì tôi quen nhiều bạn bè rất nhiều người có chân trong chánh trường khi nói chuyện với họ, tôi nói thời quá khứ trong xã hội Trung Quốc có 360 ngành nghề. Nghề nghiệp tốt nhất là ai? Những người làm quan. Quý vị thấy văn chương thi từ trong phần tập của bộ sách tứ khố toàn thư do ai viết đều do kẻ làm quan viết khi họ không làm việc. Chẳng có vụ án nào phải xử ai nấy đều là người tốt. Mọi chuyện là chuyện tốt, chẳng có vụ án nào. Vì vậy, họ là kẻ thanh nhàn nhất. Đại ngộ là tốt đẹp, địa vị lại cao, được người khác tôn trọng. Bất luận tới chỗ nào, đều được bình dân bá tánh yêu mến, cung kính. Họ thường lữ du đến thăm các vị đạo trưởng, pháp sư. Kết bạn phương ngoại với họ, thật đấy, trong xã hội hiện tại này, nghề nghiệp khổ cực nhất là làm quan vì lẽ gì biến ra nông nổi này giáo dục đã mất gia tộc chẳng còn gia giáo chẳng có Chúng tôi cảm giác thật sâu đậm trong quá khứ Chúng ta trải qua 8 năm kháng chiến chống Nhật 8 năm kháng chiến hy sinh đánh mạng Tài sản là chuyện nhỏ Điều mất mát to lớn là truyền thống gia tộc bị xóa sạch Tề gia quốc sẽ trị Thiên hạ sẽ thái bình Lịch đại Đức Dương nói là Thùy cũng nhi trị Chẳng có chuyện gì khoanh tay ngồi yên mà đất nước thịnh trị, thiên hạ thái bình, nhờ vào đâu, kệ vào giáo dục, kệ vào gia tộc. Do vậy trong quá khứ, trách nhiệm xã hội do gia đình cánh giác, giáo dục do gia đình phụ trách, dưỡng lão cũng do gia đình phụ trách. Một người sống trong thế gian này vì lẽ gì? Vì gia đình. Dinh tông diệu tổ, dễ gian dòng họ, sẽ chẳng làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu gia đình bị mất mặt, tổ tiên bị thiên hạ chửi mắng. Đó là đại bất hiếu Truyền thống này tìm khắp thế giới không ra Chỉ riêng Trung Quốc có vào 100 năm trước thì Trung Quốc có Nhưng sau 100 năm ấy cho tới hiện thời chẳng có Do vậy hiện thời người Hoa rất khổ Chúng ta phải hiểu chuyện này Làm sao mới có thể lìa khổ được vui Phải khôi phục gia tộc như trước kia Nhưng gia tộc theo kiểu quan hệ khuyết tống thì chẳng được Mấy năm nay tôi nghĩ đến xí nghiệp gia chẳng phải là tường nói xí nghiệp gia ư xí à, nghiệp Khi là đoàn thể nếu xí nghiệp có thể khôi phục tinh thần gia, gia tộc, tộc quốc, trung quốc trung quốc sẽ quốc. ổn định cả ngàn năm trung quốc ổn định thì khiến cho toàn thế giới an định hòa bình điều này là thật chẳng giả Người Trung Quốc thật sự có đạo Đạo ấy chính là họ có phương pháp Vừa có lý luận vừa có phương pháp Hiện nay dần dần cũng có mấy vị đồng tu Trong Phật môn kinh doanh xí nghiệp Tôi khuyến khích họ Hãy kế thừa truyền thống gia tộc hiện thời phải kế thừa ra sao chủ nhân phải coi viên chức công nhân trong xí nghiệp đều là anh em ruột hay chị em ruột coi người già của những công nhân viên chức đều là chú bác của mình phải lãnh trách nhiệm dưỡng lão coi con cái của công nhân viên chức như con em cháu chắc của chính mình phải đối đãi như vậy quý vị là đại gia trưởng mà chính chúng ta phải mở trường dạy dỗ con em dạy dỗ con thơ của công nhân viên chức Chính chúng ta phải mở viện dưỡng lão Chứ không phải xã hội để phụng dưỡng người già của công nhân viên chức Công ty đoàn thể ấy kinh doanh Phụ trách dưỡng lão nuôi nấng trẻ thơ Chữa trị Gánh giác trách nhiệm xã hội Xí nghiệp đảm nhận những trách nhiệm ấy Có cường tốt ấy Các xí nghiệp khác đều làm theo Nhân viên công chức vĩnh viễn trung thành với xí nghiệp Vì sao? Đối xử với họ quá tốt Trong nhà quý vị có chuyện gì họ đều gánh giác Đó là một tổ chức đạo nghĩa Trước đây là quan hệ huyết thống Nay là quan hệ đạo nghĩa Nếu sau khi cách này được truyền lại Trung Quốc đúng là ngàn năm dạng đời yên ổn Chứ không phải là chẳng thể thực hiện được Quốc gia này đang đề xướng một chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Quốc Điểm đặc sắc của Trung Quốc là gì? Hiếu Dùng một chữ để nói thì Trung Quốc là văn hóa hiếu Trên thế giới chẳng tìm được điều này, từ hiếu Diễn biến thành bốn khoa mục là ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức mấy chữ này vì vậy tôi tin tưởng tổ tiên trung quốc không chỉ tồn tại trong lịch sử năm ngàn năm người ấn độ đã tồn tại hơn một vạn năm tôi tin tưởng trung quốc trọn chẳng kém họ vì khi đó Trung Quốc chưa có văn tự, văn tự do hoàng đế phát minh. Từ khi có văn tự cho đến hiện tại mới là 4.500 năm. Trước đó chưa có văn tự, tôi tin văn hóa Trung Quốc tối thiểu cũng là hơn một dạng năm. Trọn chẳng kém hơn Ấn Độ, đời đời truyền thừa tới khi có văn tự, Khổng lão phu tử mới biên tập hệ thống hóa hoàn chỉnh Dùng văn tự ghi lại những gì đã được truyền lại từ quá khứ Do tổ tông truyền lại dùng văn tự viết xuống Vì vậy tôi tin là trong luận ngữ có rất nhiều điều do tổ tiên nói Thái độ của phu tử như lão nhân gia đã nói rất hay Ngài suốt đời thuận nhi bất tác tính nhi hiếu cổ nói cách khác ngài tự nói ngài chẳng sáng tạo chẳng phát minh những gì ngài đã học tu dạy truyền lại đều là của cổ thánh tiên hiền thái độ học tập này tốt đẹp những gì thật sự tốt đẹp đâu cần cứ phải do chính mình đề ra chẳng cần phải vậy do đó lần này tôi chọn bản chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ đối với tôi tức là đối với thân phận của tôi thì có thể nói hoàng lão cư sĩ là thầy của tôi tôi là học trò của ngài tuy chúng tôi chẳng có danh phận chính thức ấy nhưng tôi quả thật mang tâm thái ấy tôi và cụ là bạn già trong xã hội hiện tiền Chúng tôi là hai người hoàng chương bộ kinh này Tôi hoàng chương ở hải ngoại Cụ ở trong nước Đều rất cô đơn Vừa gặp mặt cảm thấy đúng là gặp gỡ tri kỷ Vì vậy khi lão nhân gia còn sống trên đời Mỗi năm tối thiểu tôi sang Bắc Kinh Đôi ba lần để gặp cụ Đúng là khó có nay tôi giảng bản chú giải của cụ Là gì lẽ gì Thuật nhi bất tác tính nhi hiếu cổ. Bày đầu, nêu gương tốt. Không cần chính mình phải chơi trội. Những gì của cậu là của chính tôi. Tự tha bất nhị. Dùng tên của người khác tốt đẹp thì cần gì phải dùng đến tên mình. Chẳng có ý niệm ấy. Đấy là đi theo đường lối thánh hiền Tiến tâm lợi dưỡng Thấy đều buông xuống Quý vị nói có phải là tâm chính mình thanh tịnh Nhiều lắm hay chăng Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Tâm thanh tịnh sanh pháp hỷ Sanh tâm quan hỷ Phi huyễn là giác tánh chỉ như ma kính, cấu tận, minh hiện Quý vị phải biết mài gương là tỷ dụ trong lời chú giải của cổ nhân Cụ Hoàng cũng dùng tỷ dụ này của cổ nhân Thời cổ gương làm bằng đồng Phải thường xuyên mài Mài rất bóng sẽ có thể soi mặt khác với hiện thời hiện thời tiến bộ hơn trước quá nhiều do vậy nó mài cương người hiện thời chẳng hiểu nếu quý vị lấy cái gương thời cổ để giảng người hiện thời mới hiểu đó là mài gương quý vị thấy gương cổ được đặt trong diễn bảo tàng của cố cung quý vị sẽ hiểu cái gương ấy phải được thường xuyên mài mài sạch sẽ những thứ dơ bẩn trên mặt gương sẽ chẳng còn gương lại tỏa sáng bèn có tác dụng soi chiếu Chúng ta tu hành cũng giống như vậy Phải mài sạch, vọng tưởng, phân biệt, phiền não, tập khí Cách mài ra sao? Mài trong cuộc sống hàng ngày Mỗi ngày đều mài Người tốt tán tháng quý vị cũng là mài Nếu quý vị sanh tâm quan hỷ Tức là dơ bẩn, đã bị ô nhiễm Gặp phải nghịch cảnh trong tâm quý vị bực bội lại bị nhiễm dơ Cảnh giới gì hiện tiền Quý vị đều có thể giữ gìn Cái tâm thanh tịnh cũng không ô nhiễm Đó là tu hành thật sự Quý vị phải biết Tu hành chẳng phải là hàng ngày niệm kinh Mỗi ngày có mõ niệm Phật Chẳng phải như vậy đây cũng là một phương pháp Nhưng công phu thực sự ở nơi giác tánh Quý vị thời thời khắc khắc Phải dốc công phu giác tánh Trong những hành vi nhỏ nhặt Như mặc quần áo ăn cơm Mặc quần áo quý vị cảm thấy y phục này chẳng dễ nhìn Lại khởi tâm động niệm Lại phân biệt chấp trước rồi do vậy mặc quần áo cũng tu hành lúc ăn cơm món này ngon ăn nhiều hơn một chút ăn thêm mấy miếng tâm tham của quý vị giấy lên món kia chẳng dễ coi ăn không ngon chẳng muốn ăn quý vị cự tuyệt quý vị thấy toàn bộ tập khí phiền não hiện hành trong cuộc sống thường ngày xử sự, sự đãi người tiếp vật thuận cảnh nghịch cảnh quý vị phải coi tất cả mọi người đều là bồ tát họ giúp ta nâng cao cảnh giới Đối với bất cứ người nào, chuyện nào cũng đều là chuyện tốt, người tốt. Người lừa đảo, hãm hại quý vị đều là người tốt. Chẳng có họ, làm sao quý vị biết công phu của quý vị hiện tiền? Vì vậy, quý vị thường sanh tâm quan hỷ Thấy ai cũng đều là Bồ Tát Thấy ai cũng là ân nhân, tri ân, báo ân Cách báo ân như thế nào? Báo ân là sửa lỗi, tu thiện nhất định giữ gìn cái tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng của chính mình nếu có thể giữ gìn giác tâm thì càng tốt hơn đó là rất viên mãn đó gọi là thật sự báo ơn thật sự thành tựu thật sự nâng cao cảnh giới tiếp đó cụ hoàng lão nói kinh trung sở vân huyễn diệt hậu chi Di giác tâm cái huyển ấy là vật chất và tinh thần Quý vị biết Trong Phật Pháp vật chất được gọi là sắc pháp Tinh thần là tâm pháp Tinh thần là gì? Thọ, tưởng, hành, thức Tức là cảm thụ trong cuộc sống hàng ngày Tức là những cảm nhận khổ lạc, ưu, hỷ, xã Những thứ này không bình thường Bình thường là chẳng có khổ lạc, ưu, hỷ, xã Tâm bình, thanh tịnh, vĩnh viễn thanh tịnh, bình đẳng Tâm ấy chẳng sanh phiền não Phiền não là gì? Khổ lạc, ưu hỷ xã Nhưng sinh ra những cảm thụ này Chúng là phiền não Tâm chẳng sanh phiền não sẽ sanh trí huệ Làm sao giống nhau cho được Sanh phiền não sẽ chẳng sanh trí huệ Sanh trí huệ bèn chẳng sanh phiền não Nó khởi tác dụng Tác dụng viên mãn Chúng tôi nói thật thà, tôi học nhiều năm như thế. Đã đắc tâm thanh tịnh hay chưa? Chưa. Thanh tịnh, bình đẳng, giác đều chẳng đạt được. Nhưng so với người bình thường để nói tôi đạt được ít phần. Tâm thanh tịnh hơn so với người bình phàm vì sao? Tôi tu tập hàng ngày Có tánh cảnh giác rất cao Vì vậy hàng ngày vui vẻ nhất là trả lời câu hỏi trong quá trình học tập đồng học nêu câu hỏi lúc được phỏng vấn có rất nhiều vấn đề chẳng nghĩ đến nhưng câu hỏi vừa nêu ra liền lập tức giải đáp trí huệ đấy năng lực ấy cho đâu mà có tâm tôi thanh tịnh hơn tâm họ nên tôi có thể trả lời họ nếu tâm tôi chẳng thanh tịnh hơn họ tôi sẽ chẳng trả lời được đạo lý là như vậy đó vì vậy công phu là gì tâm thanh tịnh là công phu tôi nêu ra tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm từ bi để là công phu thật sự chẳng thể không dụng công lợi ích quá nhiều đặc biệt trong thời gần đây nhất là trong hiện tại có nhiều vấn đề nan giải xã hội hỗn Vậy loạn tai nạn liên tiếp xảy ra tôi gặp rất nhiều lãnh tụ tôn giáo hỏi tôi cũng có rất nhiều người thuộc giới lãnh đạo đem những vấn đề này hỏi tôi tôi vẫn đều có thể giải đáp sau khi quý vị thật sự hiểu rõ tôi đã nói nhiều lần muốn khôi phục cục diện xã hội trung quốc an định hài hòa chỉ cần một năm là thực hiện được rồi giải quyết vấn đề của cả thế giới ba năm là có thể làm được rồi như ông Thang Ân Tỷ của Quốc Anh Quốc đã nói, giải quyết vấn đề của thế giới bằng học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Đại Thừa Phật, Phật học. Chẳng phải là... lời giả, thật đấy. Bản thân chúng ta phải có tính tâm, bắt đầu làm từ ai, làm từ chính mình. Đừng hy vọng ai khác, hy vọng người khác, quý vị sẽ sanh phiền não. Trong cậy được chính mình sẽ sanh trí huệ, khác hẳn. Chính mình học tốt đẹp rồi sẽ ảnh hưởng người khác Trong Phật Pháp Sự gọi chuyện ấy là tự độ độ tha Chính mình độ chính mình mà còn chưa độ được Chắc chắn chẳng thể độ kẻ khác Người giác ngộ ngày càng nhiều Duyên sẽ từ từ chín mùi Xin mình Tôi mong các đồng học hãy có tính tâm đối với quốc gia và dân tộc. Quý vị thấy hiện thời, khắp nơi trong nước, nơi đâu cũng đều thực hiện đệ tử quy. Các sĩ nghiệp gia cũng tổ chức những luận đàn khóa giảng về đệ tử quy. Đó là hiện tượng tốt đẹp. Đối với tất cả các tôn giáo tôi được tiếp xúc, nhận thấy điều gì? Tôi nhận thấy các giáo chủ sáng lập tôn giáo thuở đầu Nói theo cách bây giờ Đều là những nhà giáo dục xã hội vĩ đại Họ đều theo đuổi việc dạy học Thời gian dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật dài nhất 49 năm Một hãng mặt đức 27 năm Gia Tô bị kẻ khác hại chết Gia Tô giảng 3 năm bị kẻ khác hại chết Quý vị nhìn lại những người như Ma Tây Đều là dạy học dạy gì vậy phổ biến giáo dục đại chúng hóa giáo dục đều là giảng luân lý đạo đức nhân quả chẳng qua trong tôn giáo của những người ấy nói đến thần nói tới thượng đế ý thần ý thượng đế trong phật giáo chẳng nói tới thần chẳng nhắc đến thượng đế phật giáo nói tới tự tánh người trung quốc nói tới bản tánh nhưng chúng ta giải thích cho họ biết tuy nói khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩa nhất là hiện thời họ thừa nhận thần chẳng có thân thể chẳng có hình tướng nói hay lắm ngày càng gần với ý nghĩa bản tánh như người trung quốc đã nói tôi mong các tôn giáo đều giảng giải kinh điển cặn kẽ hướng dẫn các tín đồ của họ ở đây có thể nói tám mươi phần trăm những điều được giảng trong các tôn giáo rất gần gũi với nhau đều là tương đồng hai mươi phần trăm kia không giống nhau đó là gì thời cổ giao thông chẳng thuận tiện chẳng có truyền thông người ta đến già đến chết chẳng qua lại với nhau vì vậy hoàn cảnh địa phương cư trụ bối cảnh văn hóa khác nhau phương tiện sống khác nhau sai biệt ở chỗ này hiện tại thì khác với phương tiện giao thông hiện thời đi quanh địa cầu một vòng có thể thực hiện trong một ngày truyền thông phát triển hiện tại chúng ta sống trên địa cầu phải khẳng định người địa cầu chúng ta là người một nhà phải tương thân tương ái phải học khiêm hư phải học tôn trọng phải học hỗ trợ hợp tác cho nên tranh chấp chuyện gì cũng đều giải quyết hòa bình thế gian này sẽ tốt đẹp lắm có thể làm được hay không có thể làm được chứ chẳng phải là không thể làm được vẫn là bắt đầu từ chính chúng ta làm từ một đơn vị nhỏ là chính mình nêu gương cho người khác coi có một tấm gương tốt Ngay lập tức mọi người náo nước nhìn vào Ngay lập tức học theo Vì lẽ gì mỗi cá nhân đều muốn giải quyết vấn đề này Nhưng chẳng có cách nào Có nói thì chẳng dễ dàng Người ta chẳng tin Họ bảo đó là chuyện lý tưởng làm không được Nếu nêu gương Họ sẽ tin tưởng Sẽ bắt chước theo Chúng ta coi đoạn văn tiếp theo Ma kính thật thị ma cấu Mài cương là tu hành Mài cương thì cương có cần mài hay chăng? Do mặt cương dính những thứ ô nhiễm bẩn thiểu Nên phải mài bỏ những thứ ấy Do vậy mài cương ví như nay chúng ta nói là tu hành Phải buông trần cấu xuống Buông xuống là được vì vậy, phải học buông xuống, chớ nên kim trong lòng Làm việc gì cũng phải nghiêm túc đảm trách Sau khi làm xong, tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần Đó là tu hành thật sự Cũng chẳng phải là nói quý vị đừng làm chuyện gì chẳng phải gánh trách nhiệm Nếu hiểu như vậy thì không được, sai lầm rồi Đó là quý vị hiểu lệch lạc, hiểu sai giáo huấn của thánh nhân Kính tánh bổn minh Phi tùng ngoại đắc Thời cổ dùng cương làm bằng đồng Đối với tỷ dụ này Biết cương là cái cương bằng đồng Sẽ hiểu rất rõ rệt Tính chất của cái gương đồng Là vốn sẵn sáng tỏ Gương vốn có tác dụng chiếu soi Chẳng phải từ bên ngoài mà có chỉ cần mài sạch Trừ bỏ chất bẩn trên mặt gương Quang minh sẽ hiện tiền Đây là tỷ dụ lìa vọng chính là chân Chân và vọng vĩnh viễn chẳng tách rời Tôi thường lấy TV làm tỷ dụ Cho mọi người dễ hiểu vì quý vị mỗi ngày đều phải xem tôi ví màn hình tv với chân tánh hình ảnh trong một băng tầng là vọng tướng tướng hư vọng đó là huyễn tướng vì sao nhà phật nói tới chân và vọng chân là vĩnh hằng bất biến đó là chân chỉ cần có biến hóa sẽ chẳng phải là chân Quý vị thấy các hình ảnh trong băng tần biến động trong từng sát na nên chẳng phải là thật. Nhưng màn hình vĩnh viễn chẳng động. Màn hình là tự tánh của chúng ta. Hình ảnh là huyển tướng từ trong tự tánh hiện ra. Kinh Phật gọi vũ trụ là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, đó là huyển tướng đó là hình ảnh được hiện trong ban tầng giọng ở chỗ nào giọng chẳng rời khỏi chân chân là màn hình rời khỏi màn hình sẽ chẳng thể hiện hình tướng chân ở đâu chân ở trong giọng giọng ở trong chân chân chẳng phải là giọng giọng chẳng phải là chân nhưng chân và giọng nhất thể chẳng có cách nào tách lìa vì vậy, tôi thường nói, biết xem TV, quý vị thật sự biết xem sẽ khai ngộ. Thật sự biết xem thì màn hình TV sẽ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Là Kinh Vô Lượng Thọ, đó là quý vị thật sự biết xem. Không biết xem sẽ mê nơi hình ảnh. Hình ảnh cười, quý vị cười theo. Hình ảnh khóc, quý vị khóc theo. Tâm quý vị hoàn toàn bị cảnh giới xoay chuyển. chật rồi, từ các hình ảnh quý vị phải nhìn ra gì là chân gì là vọng sau khi đều nhìn minh bạch chúng ta nhận biết xã hội hiện tiền và chuyện này tức hình ảnh trên tivi chẳng khác nhau quý vị đều hiểu rõ đều giác ngộ sau đây quý vị sẽ phải biết xử lý ra sao trong khi xử lý và sau khi xử lý xong tâm thanh tịnh phải hiện tiền Đừng nên trong lúc xử lý tâm sanh phiền não Hệ sanh phiền não sẽ có sai lầm Sanh trí huệ sẽ xử lý vô cùng viên mãn Thực sự hiểu rõ ràng Quý vị sẽ chẳng sợ chết Vì sao chẳng có sanh tử Huyển tướng sanh diệt trong từng sát na Linh tánh bất diệt Giống như màn hình chẳng diệt Màn hình mới là chính mình thật sự Huyển tướng giống như nằm mộng Mộng, huyển, bọt, bóng, chẳng thật Tự tánh mới là thật Vĩnh hằng, chẳng diệt Phải hiểu rõ ràng Do vậy, lìa vọng chính là chân Lìa vọng chẳng phải là thật sự bảo quý vị dứt bỏ mà là bảo quý vị hãy hiểu rõ, trong tâm chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, đó là chân, giọng là chân, chân và giọng vĩnh viễn chẳng tách rời. Chỉ cần lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong Phật Pháp, người lìa vọng tưởng sẽ thành Phật. Lìa phân biệt nhưng chưa lìa giọng tưởng, đã lìa phân biệt thì là Bồ Tát vọng tưởng và phân biệt chưa lìa nhưng lìa chấp trước thì là a la hán đó gọi là tu hành thật sự tiếp đó là lời tổng kết của đoạn này cố vân bất dụng cầu chân duy tu tức kiến vì sao không cần cầu chân chân ở ngay trước mặt chân vĩnh viễn không thay đổi quý vị cầu chân là trật rồi vì sao quý vị khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước sẽ chẳng thấy chân tướng vì vậy chớ nên cầu chân trong chân tánh có trí huệ viên mãn đức năng viên mãn tướng hảo viên mãn điều gì cũng không thiếu toàn thể vũ trụ do chân tâm biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới chẳng lìa tự tánh vì vậy chỉ cần dứt kiến kiến là gì là vọng tưởng phân biệt chấp trước cụ hoàng dùng một chữ kiến rất hay vì sao khởi đầu từ chỗ này kiến là kiến hoặc Chúng ta thấy sai lầm Đầu tiên là thấy sai Coi thân thể này là ngã Đó là cái thấy sai lầm đầu tiên Trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Đấy chính là dứt kiến Có ta, người, chúng sanh, thọ giả hay chăng? có đều ở trước mặt cách dứt như thế nào chẳng chấp trước là dứt đừng nên coi những thứ này là có thật biết chúng là có tuy chúng có nhưng là huyễn có chẳng thật vì sao sanh diệt trong từng sát na Chẳng trụ Trụ là ngưng nghĩ Chúng biến hóa chẳng ngưng nghĩ Chẳng ngừng trong một sát na nào Vì sao chẳng ngừng Ý niệm của quý vị sanh diệt chẳng ngừng Nếu niệm sanh diệt ngưng nghĩ Thì tốt lắm Không chỉ là 10 pháp giới chẳng có Mà cõi thật báo cũng chẳng có niệm ngưng nghĩ thì cảnh giới gì xuất hiện thường tịch quan xuất hiện đó là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh điều này chẳng dễ gì làm được vì vậy chúng ta nỗ lực thực hiện từ chỗ cơ bản nhất chớ nên chấp trước thân là ta quý vị sẽ thấy thấu suốt cái ải sanh tử này sẽ chẳng tham sống sợ chết Sống ở thế gian này tùy duyên Quý vị thấy tự tại lắm Chẳng có chấp trước Quý vị hiểu rõ Sau khi bỏ thân này Sẽ đạt được cái thân khác Chắc chắn tốt đẹp hơn cái thân này Vì sao? Quý vị chẳng mê hoặc Giống như mặc quần áo bộ quần áo này ta mặc rồi cởi ra thay bộ khác chắc chắn thay một bộ sạch sẽ hơn mới hơn đáng ưa hơn chẳng phải là đạo lý ấy hay sao chẳng có mảy may bi thương do hiểu rõ ràng rành rẽ mê hoặc điên đảo sẽ phiền phức lớn khi ra đi mê hoặc điên đảo sẽ bị nghiệp lực biến đổi tự mình chẳng thể làm chủ nghiệp lực là gì thiện nghiệp sẽ đi vào trong ba thiện đạo ác nghiệp sẽ vào tam ác đạo chính quý vị chẳng thể làm chủ được khi lâm chung thần trí sáng suốt chính mình sẽ làm chủ vì vậy người lúc mất trở nên mê hoặc điên đảo nhất định phải là tỉnh táo sáng suốt chắc chắn người ấy sẽ chẳng đọa trong ác đạo tức kiến là từ kiến hoặc mà đoạn đoạn hết kiến hoặc người ấy sẽ chứng quả tu đà hoàng đấy là tiểu thừa sơ quả trong đại thừa là địa vị sơ tính bồ tát như kinh hoa nghiêm đã dạy tuy địa vị rất thấp nhưng thật sự là thánh nhân đã đặt vững cơ sở tuy chưa thoát khỏi lục đạo nhưng trong lục đạo chỗ vị ấy tu hành là nhân gian hay trên cõi trời Tuyệt đối chẳng đọa tam đồ à, Vì vậy địa vị này được gọi là đắc vị bất thoái Địa vị đã chứng đắc tuyệt đối chẳng thoái chuyển Nhà Phật nói tới ba thứ bất thoái Người ấy đã đạt được món đầu tiên Tốc độ nâng cao cảnh giới sẽ khác nhau Tùy thuộc người ấy dụng công siêng hay lười dụng công siêng năng nhanh chóng tiến cao hơn dụng công rề ra, sẽ tiến lên cao chậm chạp nhưng chắc chắn là tiếng cao hơn chẳng lui sụp vì vậy ở đây là duy tu tức kiến chỉ cần dứt kiến dùng hai chữ tức kiến hay lắm chúng ta phải có cái nhìn chính xác chớ nên có cái nhìn sai lầm Chúng sanh chi kiến Giai vọng kiến giả Câu này do Đức Phật nói Trong Kinh Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa Đức Phật thường nói Phàm phu tri kiến Giọng kiến là gì? Thấy sai chân tướng sự thật Giọng kiến mang ý nghĩa này Thấy trật rồi vì sao thấy trật vì quý vị có phiền não tập khí tập khí phiền não là bẩm sinh chẳng do học được đã mang theo từ đời đời kiếp kiếp trong quá khứ những thứ gì vậy tham sân si mạng nghi quý vị thấy trật nhìn sai vấn đề. Là vì có những thứ ấy cho nên mới tự tư tự lợi. Tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần. Mới thường khởi phiền não tham sân si mạng xuất hiện những vấn đề này nếu quý vị thấy rõ chân tướng sự thật bổn tánh bổn thiện là thật vĩnh hằng bất diệt hết thể những thứ trong ấy tuy chẳng có trong tự tánh chẳng có tinh thần chẳng có vật chất nhưng tự tánh có thể sanh có thể hiện hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều nương vào nó mà hiện đấy là tự tánh chúng sanh đông đảo trong mười phương pháp giới khác biệt nhưng tự tánh chống hệt là nhất thể đều cho từ tự tánh biến hiện ra chuyện này lý rất sâu sự rất phức tạp Vô lượng nhân duyên rắc rối phức tạp Nhưng Kinh Phật đã giảng rõ ràng, minh bạch Quý vị học Pháp tướng duy thức Nói chung cũng phải mất 20 hay 30 năm Mới hiểu rõ ràng đầu mối của chuyện này Sẽ khoảng nhiên đại ngộ Trong tông duy thức họ không nói đại ngộ mà bảo là đại khai viên giải tức là lý giải viên mãn trong thiền tông trong tánh tông là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh giáo hạ gọi là đại khai viên giải cảnh giới hoàn toàn tương đồng nhưng dùng phương pháp khác nhau tịnh độ tông vẫn là cảnh giới này nhưng danh từ lại khác tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn chia ra sự nhất tâm lý nhất tâm và công phu thành phiến ba tầng cấp ấy lý nhất tâm có cùng cảnh giới với đại khai viên giải và đại thiệt đại ngộ đều là vượt thoát mười pháp giới sự nhất tâm bất loạn là tứ thánh pháp giới tức là tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới vượt thoát lục đạo luân hồi nhưng bất luận học pháp môn hay tông phái nào nếu chưa đạt được cảnh giới này sẽ chẳng có cách nào vượt thoát luân hồi không gọi là thành tựu cũng giống như chúng ta đi học mà chẳng có học vị phải có năng lực vượt thoát lục đạo luân hồi thì mới đạt được học vị đầu tiên giống như chúng ta đi học tốt nghiệp đại học giành được học vị học sĩ cử nhân phải hiểu điều này nhưng gặp được tịnh độ thì lại khác Chẳng có học vị vẫn có thể đến thế giới cực lạc Đấy là điều được nói trong bộ kinh này Do vậy, bộ kinh này có thể đại diện cho hết thảy các kinh Do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm Vì làm Phật chẳng có chi khác Phật mong giúp cho quý vị vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới Pháp môn này quá thù thắng thù thắng khôn sánh chẳng cần đoạn phiền não cũng được hễ có thể khống chế phiền não đè nén chúng không cho chúng phát tác có năng lực này là được rồi nhưng trong các pháp môn khác có năng lực này vẫn chưa được phải là đoạn hết thì mới được khuất phục phiền não thì chưa được còn trong pháp môn tỉnh độ này hễ khuất phục phiền não đã có thể thành tựu rồi sau khi lìa vọng chân sẽ hiện tiền chân giả phật tri kiến giả phật tri phật kiến phật là ai là chính mình là trí huệ vốn sẵn có trong tự tánh hiện tiền vì vậy trí huệ chẳng do học được trí huệ phải từ tâm thanh tịnh mà có trí huệ từ định mà có tri thức có thể học được lần trước lúc tôi giảng diễn tại đại học kiếm kiều đã bàn đến vấn đề này tôi nói điều mà các đồng học đang học chính thức là tri thức chẳng phải là trí huệ ba nhà nho thích đạo của trung quốc đều nói tới trí huệ đều đòi hỏi trí huệ trí huệ có thể giải quyết vấn đề chẳng để lại hậu quả tri thức giải quyết vấn đề hạn chế chẳng viên mãn để lại hậu quả chẳng thể không biết điều này do vậy chân là trí huệ viên mãn trong chân tánh hiện tiền thời gian trôi qua rất nhanh đã hết hai tiếng đồng hồ rồi hôm nay chúng ta học tới đây cảm ơn mọi người